Thế bố. Điểm 11. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những cái kỹ thuật phổ biến nhất của bộ môn kỳ pháo đó là vuốt kỳ. Và chính vì nó phổ biến như vậy cho nên yêu cầu đặt ra đối với người chơi là phải làm sao cho quả bóng đi với một tốc độ cao nhất và một quỹ đạo khó nhất để đối phương không thể bắt bài được. Và một cầu thủ theo Thiên TV đánh giá là có kỹ thuật vuốt kỳ thuộc hàng hay nhất của bóng chuyền độ Việt Nam hiện nay, đó chính là Thanh Nhỏ của An Giang. Và xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video clip này để minh chứng cho điều đó nhé. Điểm 7-5. Quá hay. Đặng. Quá đẳng cấp. Thằng nhỏ mập mập chưa đẳng cấp. Quá đẹp. Đến 1-2. Trời ơi. Thằng nhỏ. Quá hay cho Thanh Nhỏ. Thực sự là một pha đẳng cấp. Điểm 7-4. Thấy ghê thiệt ha, người tàn bạo luôn đó. Đến 17. Hát kìa. Hát kìa. Ông ba. Quá đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi. Quá hay cho Thanh nhỏ. Đến tới Thanh nhỏ, 1-2. Quá hay Thanh nhỏ. Đúng rồi. 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 Đ